sách là gì phương pháp đọc sách hiệu quả nhất sách là gì phương pháp đọc sách hiệu quả nhất đọc sách là một thói quen vô cùng bổ ích trong cuộc sống của con người ngày nay với sự phát triển của mạng xã hội thì đọc sách dường như ngày một ít người để ý đến sách không những cung cấp một khối lượng kiến thức vô tận mà còn đem lại những giá trị tinh thần to lớn giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mỗi ngày vậy sách là gì phương pháp đọc sách hiệu quả nhất sẽ gồm những phương pháp gì mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây Đọc sách là một thói quen giúp hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Đọc sách là một thói quen giúp hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Vậy sách được định nghĩa là gì? Cuốn sách đầu tiên của loài người được bắt nguồn từ thế kỷ 25 trước công nguyên, là những cuốn sách cổ Ai Cập. Lúc bấy giờ, sách chỉ được viết trên giấy chỉ thảo cuộn thành ống. Sau những cuốn sách cổ Ai Cập là sách chép tay ở Trung Quốc ở thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Sự ra đời của sách gắn liền với lịch sử phát triển của chữ viết, ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật, văn học bắt nguồn từ việc con người có ý thức ghi chép lại những điều quan trọng trên thân cây, đá, lá cây, đất sét và sau đó là giấy chỉ thảo, papyrus. Sang đến thế kỷ thứ 9, thời kỳ văn minh cổ Trung Quốc, người ta bắt đầu in sách trên bản khắc gỗ, sau đó in trên đất sét. Đồng thao và đến thế kỷ 15, sách in theo kiểu sắp chữ ra đời ở châu Âu, 1440, đã đánh dấu thời kỳ phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật in ấn. Theo khái niệm trong từ điển tiếng Việt, sách được định nghĩa là tập hợp một số lượng nhất định những tờ giấy có chữ in, đóng gộp lại thành quyền nhưng định nghĩa này chưa thật sự diễn ra đầy đủ khái niệm về sách do vậy mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng về sách nhưng ai cũng sẽ gật gù đồng tính với định nghĩa sách là gì sau đây sách là kho tàng chứa đựng mọi thứ kiến thức kinh nghiệm sống và cảm xúc con người và là những viên gạch xây nên những thành tựu của con người sách là món ăn tinh thần đem tới sự thư giãn thoải mái truyền cảm hứng cho người đọc giúp họ cảm thấy thoải mái sau những bộn bề áp lực của cuộc sống sách là nơi chứa đựng kiến thức về nhiều ngành nghề về kinh nghiệm sống, những vấn đề xã hội hay những cảm xúc mà tác giả mong muốn được truyền tải đến khán giả. Sách chứa đựng các giá trị văn hóa tinh thần thuộc các hình thái ý thức xã hội và nghệ thuật khác nhau được ghi lại dưới dạng ngôn ngữ khác nhau, chữ viết, hình ảnh, âm thanh, ký hiệu của các dân tộc khác nhau nhằm để lưu trữ, tích lũy, truyền bá trong xã hội. Sách là chìa khóa mở ra những cánh cửa ước mơ, cung cấp kiến thức to lớn phục vụ cho quá trình học tập và làm việc. Ngoài ra sách còn được xem là hình thức giải trí sau những giờ việc căng thẳng, mệt mỏi. Ngày nay với sự phát triển của internet, sách không chỉ được in ấn xuất bản thành từng quyển mà còn có dạng sách điện tử hay e-book giúp người đọc có thể đọc sách và tiếp thu kiến thức ở mọi lúc, mọi nơi. Ngày nay không chỉ có sách in ấn mà còn có sách điện tử. Ngày nay không chỉ có sách in ấn mà còn có sách điện tử. Phương pháp đọc sách hiệu quả nhất. Đọc sách được xem là sở thích và phụ thuộc vào niềm đam mê của bản thân mỗi người sẽ chọn những cuốn sách khác nhau theo từng lĩnh vực mà mình yêu thích để đọc. Tuy nhiên để đọc một cuốn sách hay và đọng lại các kiến thức bổ ích, giúp hiểu sâu nhớ lâu thì chắc hẳn phải cần có một phương pháp đọc sách hiệu quả, rất gì và này nọ. 1. Chọn sách để đọc Chọn sách là bước đầu để chinh phục những cuốn sách. Bạn hãy tìm một chủ đề mà bản thân cảm thấy thích thú nhất. Tìm được chủ đề sách yêu thích thì bạn hãy bắt đầu tìm một cuốn sách đúng gu của mình. Việc này tạo cảm giác tò mò và sự tập trung cao độ cho mỗi người. Hiểu rõ được bản thân thật sự đam mê với thể loại sách nào sẽ giúp bạn có hứng thú và không chán nản với cuốn sách mình đang đọc. Không nên chọn sách theo đám đông, bởi sở thích của mỗi người khác nhau. Đặc biệt khi chọn sách đừng phụ thuộc vào tiêu đề để chọn sách mà hãy tìm hiểu giá trị cốt lõi của cuốn sách bằng cách hãy chịu khó đọc sơ qua phần thông điệp hoặc mở đầu. 2. Đặt mục tiêu ngay từ đầu cho việc đọc sách. Trước khi bắt đầu công việc cách đặt mục tiêu ngay từ đầu giúp công việc trơn chu và hiệu quả hơn. Trong việc đọc sách Hãy đặt mục tiêu như 20 đến 25 phút đọc sách mỗi ngày, thậm chí là 1 đến 2 tiếng mỗi ngày nếu có thời gian rảnh. Dù đọc nhiều hay ít thì hãy dành thời gian cho nó, bạn không nên xác định kiểu nửa vời rảnh thì đọc hay thích thì đọc không thì thôi. Một khi đã xác định thời gian, hãy tập trung từ đó việc hình thành thói quen đọc sách sẽ trở thành lẽ đương nhiên. Nhờ đó mà mỗi ngày lượng kiến thức bạn thu nạp được từ sách trở nên nhiều hơn. 3. Cố gắng ghi nhớ những gì mình đọc được. Khi đọc một cuốn sách hay Điều hạnh phúc và tuyệt vời là những kiến thức trong sách đó bạn có thể ghi nhớ trọn vẹn. Muốn ghi nhớ những gì đọc được, bạn có thể dùng phương pháp ghi chú những câu nói bạn cảm thấy hay và ý nghĩa hoặc đơn giản bạn có thể ghi chú bất cứ điều gì bạn thật sự ấn tượng khi đọc ở cuốn sách này. Cố gắng ghi lại những gì thú vị khi đọc được từ các cuốn sách. Cố gắng ghi lại những gì thú vị khi đọc được từ các cuốn sách. 4. Cách đọc sách hiệu quả nhờ tập trung tối đa. Khi đã đọc một cuốn sách nào đó hãy tập trung tối đa trí não của mình để nội dung trong cuốn sách không bị đứt đoạn khi bạn đang tiếp thu. Khi đọc sách muốn tập trung hãy tắt các thiết bị điện tử có khả năng làm phân tâm đến quá trình đọc sách của bạn như máy tính, TV, radio. 5. Lựa chọn thời gian đọc sách hiệu quả. Để đọc sách hiệu quả, ngoài áp dụng những phương pháp trên thì việc chọn thời gian để đọc cũng là một yếu tố góp phần quan trọng không nhỏ. Theo các nhà khoa học Thời điểm được cho rằng phù hợp cho việc đọc sách sẽ tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau của mỗi người như nhóm tuổi, công việc, tâm lý. Nhưng có hai khoảng thời gian đọc sách tốt nhất và cũng được xem là khung giờ vàng cho việc đọc sách, đã được rất nhiều người áp dụng và hiệu quả. Khoảng 8 đến 9 giờ sáng mỗi ngày, buổi sáng là khoảng thời gian mà não bộ con người hoạt động một cách tỉnh táo nhất vì đã được nghỉ ngơi, thư giãn vào ban đêm. Đặc biệt với những người đã đi làm hay bận học thì hãy dành thời gian này cho cuối tuần để thư giãn. Buổi tối tầm 21 đến 22 giờ, buổi tối khá yên tĩnh để có thể tập trung đọc sách, ngoài ra đây là thời gian để bạn có thể thư giãn và định hình lại bộ não sau một ngày làm việc. Khoảng thời gian đọc sách vào ban đêm sẽ khiến não bộ được giải lao, tiếp thêm được nhiều nguồn năng lượng. Đây là hai khung giờ được cho là thời gian đọc sách hiệu quả hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể tự tạo ra khung giờ riêng mà bạn cho thời gian đọc sách hiệu quả nhất đối bản thân để có thể tiếp thu thật nhiều điều hay từ sách mang lại. Chọn thời gian đọc sách cũng là cách hiệu quả để giúp tiếp thu kiến thức tốt. Chọn thời gian đọc sách cũng là cách hiệu quả để giúp tiếp thu kiến thức tốt. Bài viết hy vọng đã giúp bạn giải đáp được sách là gì. Phương pháp đọc sách hiệu quả nhất cũng được liệt kê, chắc chắn đó là những phương pháp hữu ích mà bạn có thể áp dụng ngay trong việc đọc sách của mình. Có thể nói sách luôn là người bạn cần thiết và hữu ích với bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi nào. Dù sống ở thời đại nào, bạn hãy tạo dựng thói quen đọc sách mỗi ngày để loại bỏ những thói quen xấu từ đó giúp bản thân ngày càng phát triển hoàn thiện hơn